Hey, Mina-san, konnichiwa. Cô xin giới thiệu, cô là Hiền, là giáo viên tiếng Nhật của Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật VNSL. Hôm nay, cô sẽ quay lại với các bạn video ngữ pháp bài số 22 theo giáo trình Minato Nihongo. Vậy, bài số 22 ngày hôm nay, chúng ta sẽ được tìm hiểu về mệnh đề bổ nghĩa. Vậy, mệnh đề bổ nghĩa trong tiếng Nhật được đọc là gì ạ? Mệnh đề bổ nghĩa được đọc là Rentai Shinsoku Go, được chưa? Vậy bản chất bài này thì thực ra bài này ngày hôm nay không hẳn là sẽ có cấu trúc ngữ pháp mà chỉ có những cái quy tắc mà chúng ta cần phải nhớ. Sau đó thì chúng ta sẽ luyện dịch thật là nhiều để quen với lại phản xạ dịch câu và phân tích thành phần câu mà thôi. Vậy cụ thể nội dung như thế nào chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa mệnh đề bổ ngữ và các quy tắc chúng ta cần phải nhớ. Phần thứ hai, mệnh đề bổ ngữ sẽ được ứng dụng vào các mẫu câu theo vị trí của danh từ mà nó bổ nghĩa. Vậy, các vị trí của danh từ mà nó bổ nghĩa sẽ là những vị trí nào? Một, mệnh đề bổ ngữ cho danh từ làm vị ngữ trong câu. Hai, mệnh đề bổ ngữ cho danh từ làm chủ ngữ trong câu. Ba, mệnh đề bổ ngữ cho danh từ làm tuân ngữ trong câu. Bốn, mệnh đề bổ ngữ cho công thức có cuộc hẹn, việc bận và thời gian. Rồi, chúng ta sẽ cùng xét từng trường hợp một. Thứ nhất thì chúng ta sẽ tìm hiểu về phần bổ ngữ. Vậy bổ ngữ là gì ạ? Ví dụ, cô cho một cái mũ đúng không ạ? Và cái mũ trong tiếng Nhật thì chúng ta đọc là Oshi. Về cái mũ này thì sẽ có đặc điểm như thế nào? Cái mũ này sẽ là của ai? Được chưa? Thì chúng ta sẽ đi xét. Thứ nhất, Watashi no Oshi, đây là cái mũ của tôi. Vậy cái mũ của tôi đúng không? Trường hợp thứ hai, Atarashi boshi, đây là cái mũ mới. Kirei na boshi là cái mũ đẹp đúng không ạ? Vậy watashi no atarashi kirei na, đây chính là phần bổ ngữ, phần bổ nghĩa cho cái mũ này. Vậy bổ ngữ là gì? Thì các bạn đang nhìn thấy bổ ngữ của chúng ta đó chính là những cái phần mà làm rõ nghĩa hơn cho cái từ boshi này. Và nó đang đứng ở vị trí như thế nào ạ? Đứng ở vị trí trước danh từ, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có một chú ý như sau. Thứ nhất, bổ ngữ sẽ là phần mà bổ sung thêm ý nghĩa, mở rộng thêm thông tin cho danh từ. Được chưa ạ? Cái phần này chúng ta cần phải nhớ nhé. Chú ý thứ hai, cái quy tắc thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ, đó là phần bổ ngữ của chúng ta sẽ luôn luôn đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa. Được chưa? Vậy các bạn nhớ cho cô hai cái quy tắc này. Và tiếp theo thì thực ra thì cái quy tắc cái phần bổ ngữ cho danh từ là một danh từ hoặc là một tính từ thì chúng ta đã được tìm hiểu rồi, đúng không ạ? Vậy bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần bổ ngữ cho danh từ của chúng ta, đó là một động từ. Nè. Đó. Tiếp theo. Rồi vẫn là một cái mũ như vừa chúng ta vừa mới xét đấy ạ. Đó là bổ ngữ cho cái mũ của chúng ta là một danh từ và là một tính từ. Vậy bây giờ cô muốn nói rõ hơn là bổ ngữ cho cái mũ này là một động từ. Thì cô có câu như sau. Cái mũ này tôi mua ở Nhật. Được chưa ạ? Cái mũ này tôi mua ở Nhật. Vậy mua của chúng ta sẽ là một động từ. Ở Nhật của chúng ta sẽ là cái địa điểm. Vậy cái phần mà mua ở Nhật này của chúng ta đó chính là phần gì? Là phần bổ ngữ đấy ạ. Rồi, cái mũ là một danh từ nhá. Tiếp theo, mua ở Nhật của chúng ta chính là phần bổ ngữ. Vậy cái câu mà chúng ta muốn nói là gì ạ? Mua ở Nhật thì sẽ được dịch như thế nào? Rồi, mua ở Nhật chúng ta sẽ nói Nihon de kaimashita, đúng không ạ? Rồi, cái mũ mua ở Nhật Nihon de kaimashita boshi. Vậy đứng trước một danh từ của chúng ta mà là một động từ, mà một động từ của chúng ta lại không chia gì để nguyên như thế kia thì chắc chắn là có một cái gì đó sai sai đúng không ạ? Vậy đương nhiên là sai rồi, câu này đúng của chúng ta sẽ phải chuyển như sau. Nihon de katta boshi, được chưa? Nihon de katta boshi. Vậy cả cái cụm từ Nihon de katta boshi này của chúng ta đó chính là phần mệnh đề bổ ngữ. Được chưa?
Rồi, vậy quy tắc của chúng ta tiếp theo sẽ là gì ạ? Phần bổ ngữ của chúng ta luôn luôn đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa. Đúng không ạ? Phần bổ ngữ luôn luôn đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa. Đấy, cái phần mà chúng ta đã đang xét đến cái phần mà bổ ngữ cho danh từ là một danh từ và là một tính từ đấy ạ. Thì nó cũng luôn đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa, đúng không? Và phần chú ý tiếp theo đó là gì? Nếu phần bổ ngữ của chúng ta mà là một động từ thì cái động từ đó của chúng ta sẽ phải chia về phút chư kê. Nhớ nhé, quy tắc thứ hai của chúng ta. Nếu phần bổ ngữ là một động từ thì phải chia động từ đó về dạng phút chư kê. Đấy, đấy là hai quy tắc tiếp theo các em cần phải nhớ. Rồi chúng ta sẽ xét sang cái ví dụ. Ví dụ đây là một quyển sách, đúng không ạ? Và quyển sách này là sách gì? Quyển sách có đặc điểm như thế nào? Ví dụ cô muốn nói là sách tiếng Nhật thì chúng ta sẽ nói Nihongo no Hong, đúng không ạ? Tiếp theo, quyển sách thú vị, Omoshiroi Hong. Quyển sách quan trọng, Tai Se Chữ Na Hong. Nhưng bây giờ cô muốn nói là gì ạ? Quyển sách mà tôi mượn từ cô Hiền. Đó. Thế vậy phần mượn từ cô Hiền chính là phần bổ nghĩa cho cái quyển sách này. Vậy cái câu này chúng ta sẽ dịch là gì? Mượn từ cô Hiền. Hiền sensei ni karimashita hong, đúng không ạ? Và theo quy tắc thì cái phần bổ ngữ của chúng ta bằng động từ thì động từ đó sẽ phải chia về dạng phút chư kê. Vậy cái câu này của chúng ta sẽ được chuyển thành là gì ạ? Hiền sensei ni karita hong. Được nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sang ví dụ tiếp theo. Có một bé trai, đúng không ạ? Đang mặc một cái áo màu xanh, đúng không ạ? Rồi, bây giờ cô muốn nói người đang mặc áo sơ mi xanh. Người đang mặc áo sơ mi xanh. Vậy phần đang mặc áo sơ mi xanh sẽ là phần bổ sung ý nghĩa cho từ người này, đúng không ạ? Vậy câu này chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Aoi sachi o kite imasu hito. Rồi, vậy phần kite imasu chúng ta sẽ phải chuyển sang dạng thông thường sẽ là kite iru. Vậy câu đúng của chúng ta. Aoi sachi o kite iru hito. Rồi, nhé. Nào các bạn đi tiếp. Chúng ta sẽ đi tiếp vào cái phần này. Rồi, món ăn mà mẹ tôi nấu, đúng không ạ? Món ăn mà mẹ tôi nấu. Vậy câu này sẽ được dịch là gì ạ? Haha ga chukutta ryori. Vậy cả cái cụm này của chúng ta chính là phần bổ nghĩa. Vậy bây giờ cô muốn xét từng trường hợp là cả cái cụm từ này của chúng ta sẽ được đứng ở vị trí là chủ ngữ trong câu, được chưa ạ? Vậy khi mà cả cụm này mà đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu thì giờ cô muốn biến đổi câu này là sẽ là gì ạ? Món ăn mà mẹ tôi nấu là cà ri. Rồi, vậy cả cụm này của chúng ta sẽ đứng ở vị trí chủ ngữ nhé. Vậy câu này sẽ được dịch thành là Haha ga chukutta ryori wa kare desu. Rồi, xét sang trường hợp thứ hai. Mình để bổ ngữ cho danh từ sẽ đứng ở vị trí làm vị ngữ trong câu. Vậy cả cái cụm từ Haha ga chukutta ryori này sẽ được đứng ở vị trí vị ngữ, đúng không ạ? Vậy cô muốn đặt một câu sau. Đây là món ăn mà mẹ tôi đã nấu. Đó, vậy câu này sẽ được dịch như thế nào ạ? Chúng ta sẽ cùng xét. Kore wa haha ga chukutta ryori desu. Tiếp theo, cô sẽ sang cái trường hợp thứ 3. Đó là phần mệnh đề bổ ngữ cho danh từ làm thân ngữ trong câu. Vậy làm thân ngữ trong câu thì cả cái cụm từ này của chúng ta sẽ được đứng ở vị trí thân ngữ. Được chưa? Vậy trường hợp thứ nhất. Tôi thích món ăn mà mẹ tôi đã làm. Đúng không ạ? Vậy câu này sẽ được dịch như sau ạ. Haha ga chukutta ryori ga suki desu. Được chưa? Phần thứ hai. Đó là gì ạ? Tôi đã ăn hết món ăn mà mẹ tôi đã làm. Tôi đã ăn hết một món ăn mà mẹ tôi đã làm. Vậy cái câu trước của chúng ta thì phía đằng sau của chúng ta là một tính từ, đúng không ạ? Và bây giờ thì phía đằng sau câu này của chúng ta là một động từ, đã ăn đấy ạ. Đấy, cho nên nó là một động từ. Cái câu này sẽ được chuyển như thế nào ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Haha ga chukutta ryori o zenbu tabemashita. Rồi chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp một.
Trường hợp thứ nhất đó là gì ạ? Mệnh đề bổ ngữ cho danh từ sẽ đứng ở vị trí vị ngữ trong câu. Rồi, cô cho đây là một quyển sách, đúng không ạ? Một quyển sách. Vậy đây là một quyển sách thì chúng ta sẽ nói như nào ạ? Korewa hon desu, đúng không ạ? Rồi quyển sách này như thế nào ạ? À, quyển sách này tôi đã mượn từ cô Hiền. Vậy tôi đã mượn từ cô Hiền thì chúng ta nói được chưa ạ? Rồi, Hiền sensei ni karimashita, đúng không ạ? Vậy bây giờ cô muốn ghép hai câu này thành một câu. Đây là quyển sách mà tôi đã mượn từ cô Hiền. Vậy quyển sách của chúng ta chính là danh từ chính trong cái phần này. Và mượn từ cô Hiền chính là phần mà bổ sung ý nghĩa cho cái quyển sách này. Cái câu này của chúng ta sẽ được dịch như sau. Kore wa Hiền sensei ni karita hon desu. Rồi chúng ta đi sang ví dụ thứ hai. Đây là đôi giày, được chưa? Đây là đôi giày, chúng ta sẽ nói kore wa kuchu desu. Đôi giày này có đặc điểm như thế nào ạ? Đôi giày này có đặc điểm là tôi đã mua ở Mỹ, đúng không ạ? Vậy tôi đã mua ở Mỹ, chúng ta sẽ đặt như sau. Watashi wa America de kaimashita, đúng không ạ? Vậy trong câu này thì các bạn cần phải để ý cho cô. Thứ nhất, đây là một đôi giày. Câu này chính là mệnh đề chính trong câu. Còn tiếp theo, ai đã mua? Tôi đã mua, đúng không ạ? Mua ở đâu? Mua ở Mỹ. Thì đây chính là những phần mà bổ sung làm rõ thêm thông tin cho cái đôi giày này. Vậy câu mà tôi đã mua ở Mỹ, Watashi wa America de kaimashita. Vậy quá trong cái câu phần mệnh đề bổ sung này. Đấy thì lúc này theo những quy tắc của chúng ta thì trợ từ quá trong cái phần mệnh đề bổ sung này sẽ được chuyển thành trợ từ quá. Được chưa ạ? Vậy bây giờ cô muốn ghép hai câu này thành một câu là gì ạ? Đây là đôi giày mà tôi đã mua ở Mỹ. Đúng không ạ? Vậy đây là đôi giày là mệnh đề chính nhé. Tôi đã mua ở Mỹ sẽ là mệnh đề phụ. Vậy tôi đã mua ở Mỹ thì lúc này chúng ta sẽ chuyển thành là Watashi wa. Vậy cả câu này của chúng ta sẽ được dịch như sau ạ. Kore wa Watashi wa America de katta kuchu desu. Được chưa ạ? Rồi, vậy trong cái phần này chúng ta sẽ có một cái chú ý như sau. Trong mệnh đề bổ ngữ thì trợ từ quá sẽ được chuyển thành trợ từ gá. Trừ trường hợp cho nhận nhé. Ví dụ trường hợp cho nhận ở bên trên đi ạ. Cũng đây là một quyển sách, nhưng mà tôi đã mượn từ cô Hiền, đúng không ạ? Vậy đối với cái trường hợp mà cho và nhận thì trợ từ của chúng ta sẽ không thay đổi. Được chưa ạ? Còn lại trường hợp khác thì trợ từ quá của chúng ta sẽ được chuyển thành trợ từ gá. Mời các bạn luôn nhớ quy tắc này cho cô nhé. Tiếp theo, em sẽ chuyển sang cái phần ví dụ. Đây là một món ăn, đúng không ạ? Đây là một món ăn chúng ta nói như nào? Kore wa ryori desu, đúng không ạ? Cái món ăn này thì như thế nào đây ạ? Món ăn mà mẹ tôi đã nấu. Vậy mẹ tôi đã nấu thì chúng ta sẽ dịch là gì? Haha wa chukurimashita, đúng không ạ? Và bây giờ cô muốn ghép hai câu này thành một, đó là đây là món ăn mà mẹ tôi đã nấu. Vậy cả hai câu này của chúng ta ghép lại sẽ được một câu như sau. Kore wa haha wa chukurimashita ryori desu. Rồi chúng ta sẽ sang ví dụ tiếp theo. Một chiếc đồng hồ rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, đây là chiếc đồng hồ đeo tay. Kore wa ude doke desu. Chiếc đồng hồ này sẽ có hình dạng hay kích thước hay là được mua ở đâu, xuất xứ ở đâu chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Chiếc đồng hồ này tôi đã mua ở Nhật, đúng không ạ? Câu này sẽ nói Watashi wa Nihon de kaimashita, đúng không ạ? Rồi. Vậy bây giờ hai câu này cô cũng ghép lại thành một câu giống như câu trên. Và cô muốn nói là gì ạ? Đây là chiếc đồng hồ đeo tay mà tôi đã mua ở Nhật, đúng không ạ? Rồi, vậy chúng ta sẽ nói như thế nào? Kore wa watashi ga Nihon de katta ude doke desu. Rồi chúng ta sẽ thực hành nhé.
thực hành và dịch nhanh một số các câu này cho cô nào. Đó là quyển sách mà con tôi đang đọc. Rồi vậy quyển sách chính là phần danh từ chính. Mà con tôi đang đọc chính là phần bổ sung ý nghĩa cho quyển sách. Câu này sẽ được dịch là gì? Sore wa kodomo ga yonde iru hon desu. Chương nghị. Ví dụ tiếp theo nào. Đây là cái bánh mà tự tôi đã làm, đúng không ạ? Vậy cái bánh của chúng ta cũng chính là danh từ chính. Tự tôi đã làm đấy chính là phần làm rõ nghĩa hơn cho cái bánh này. Rồi câu này sẽ được dịch là gì đây? Kore wa watashi ga jibun de chukutta keiki desu. Ví dụ tiếp theo. Đó là nơi được phép hút thuốc, đúng không ạ? Soko wa tabako o sutte mui tokoro desu. Được chưa nhỉ? Rồi, nội dung tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ cùng nhau luyện dịch những cái câu ở bên dưới này sang tiếng Nhật. Vậy để hiểu rõ hơn về cái ngữ pháp, về cái nội dung, mệnh đề bổ ngữ cho danh từ làm vị ngữ ở trong câu, thì chúng ta cho dừng màn hình lại và luyện dịch những cái câu này cho cô nhé. Được chưa nhỉ? Rồi chúng ta đi tiếp nào. Sang phần 2 nhỏ, mệnh đề bổ ngữ cho danh từ làm chủ ngữ trong câu. Rồi cô cho một bức tranh như sau. Người kia là anh Tanaka. Và câu này chúng ta dịch được chưa? Người kia là anh Tanaka thì chúng ta nói nào? Ano hito wa Tanaka-san desu. Đúng không ạ? Đâu anh Tanaka đâu ạ? Có mấy bạn ở đây? Anh Tanaka là anh nào đây ạ? Rồi và chúng ta muốn biết rõ thì chúng ta đi tiếp nhé. Anh Tanaka là người mà đang vẽ tranh. Rồi ok, và chúng ta đã biết được anh Tanaka là người đang vẽ tranh rồi. Thì câu này chúng ta sẽ nói như thế nào? Tanaka san wa e o kaite imasu. Được chưa ạ? Thế cô muốn ghép hai câu này vào thành một câu. Đấy, cô muốn ghép hai câu này thành một câu, đó là gì? Người mà đang vẽ tranh là anh Tanaka. Được chưa ạ? Người mà đang vẽ tranh là anh Tanaka. Vậy cái phần mà người đang vẽ tranh này của chúng ta thì chúng ta sẽ dịch như thế nào? Eo kaite iru hito wa Tanaka san desu. Vậy cái cụm này của chúng ta chính là đang đứng ở vị trí làm chủ ngữ. Làm chủ ngữ nhé. Phần mà nội dung đứng trước trợ từ hóa của chúng ta sẽ là phần chủ ngữ, được chưa? Và phần đứng sau chính là phần vị ngữ đấy ạ. Cho nên cả cái cụm eo kaite iru hito chính là phần bổ ngữ cho cái danh từ người này đứng ở vị trí làm chủ ngữ. Rồi chúng ta đi tiếp sang ví dụ thứ hai. Người kia là anh Nam. Rồi chúng ta sẽ nói câu này như thế nào ạ? Ano hito wa namu san desu. Được chưa ạ? Anh Nam là anh nào ạ? Có ba anh rất là đẹp trai, mặc áo vest rất là đẹp trai như thế này. Vậy anh Nam chính là anh nào trong ba anh này? Chúng ta sẽ đi tiếp. Anh Nam đang mặc áo vest màu trắng. Rồi bây giờ chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Biết anh Nam là người mà đang mặc cái áo vest màu trắng rồi đúng không ạ? Rồi câu này chúng ta sẽ nói như sau. Nam được sao ạ? Shiroi suchu o kite imasu. Đúng không ạ? Tiếp, hai câu này bây giờ cô cũng muốn ghép lại thành một câu là gì ạ? Người mà đang mặc áo vest màu trắng kia là anh Nam. Rồi, cái câu này chúng ta sẽ nói như thế nào? Ano shiroi suchu o kite iru hito wa namu san desu. Nè. Rồi chúng ta đi tiếp ví dụ tiếp theo. Người đang chơi đá bóng là bé Taro. Nào câu này chúng ta sẽ dịch như thế nào ạ? Sakka o shite iru hito wa Taro-chan desu. Được chưa nhỉ? Tiếp chương nghị. Người mà đang đội mũ là bé Nam. Được chưa? Boshi o kabutte iru hito wa Namu san desu. Chúng ta xét tiếp ví dụ tiếp theo.
Người đang hút thuốc là anh Yamada. Đúng không ạ? Tabako wo sutte iru hito wa Yamada san desu. Được chưa nhỉ? Rồi chúng ta có muốn luyện dịch những cái câu này thì đầu tiên các em cứ lần lượt sẽ có phần tiếng Việt trước và chúng ta sẽ dịch trước. Sau đó chúng ta sẽ so lại với đáp án của cô nhé. Rồi phần tiếp theo, đó là phần mà chúng ta sẽ luyện dịch những cái câu ở bên dưới sang tiếng Nhật. Mỗi một phần thì cô cũng đều có một cái phần mà cho chúng ta luyện dịch để chúng ta hiểu rõ hơn về cái nội dung mà chúng ta vừa mới đang học. Được chưa? Chưa ghi. Sau phần 3 nhỏ, mình đề bổ ngữ cho danh từ làm tân ngữ trong câu. Vậy đối với trường hợp này của chúng ta, thì chúng ta sẽ xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là phía sau danh từ mà nó bổ nghĩa ấy, thì phía sau nó sẽ là một động từ. Được chưa? Và tiếp theo phía sau danh từ mà nó bổ nghĩa sẽ là một tính từ. Vậy trường hợp thứ nhất với trường hợp mà phía sau danh từ là một động từ, thì chúng ta sẽ có câu Uchi o kaimashita. Và phía sau danh từ mà nó bổ nghĩa là một tính từ. Ví dụ Uchi ga hoshii desu. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp một nhé. Ví dụ cô có một cái sọt rác ở đây, đúng không ạ? Và có rất là nhiều những cái đồ. Đồ này có vẻ là đồ không cần thiết nữa rồi. Đồ buộc vào như thế này thì chúng bị mang bỏ rồi, đúng không ạ? Thế cô muốn nói câu là gì ạ? Hãy vứt bỏ những cái đồ mà không cần thiết, đúng không ạ? Vậy đồ không cần thiết của chúng ta ở đây chính là phần bổ ngữ đây ạ. Thứ nhất, đồ không cần thiết thì chúng ta nói như nào ạ? Iranai mono, đúng không ạ? Và hãy vứt bỏ là một động từ, đúng không? Động từ vứt bỏ là gì nhỉ? Sutema. Vậy bây giờ cô muốn nói hãy vứt bỏ những đồ không cần thiết thì chúng ta nói như thế nào? Iranai mono o sutete kudasai. Được chưa nhỉ? Ví dụ thứ hai. Hãy cho tôi xem bức ảnh mà đã chụp ở Nara. Tương tự như câu trên. Hãy cho tôi xem. Đấy, nó cũng là một động từ. Đúng không ạ? Bức ảnh mà đã chụp ở Nara. Thì câu này chúng ta đã được học ở phần trước rồi. Đó là gì? Nara de totta shashin. Đúng không ạ? Nara de totta shashin. Vậy hai câu này chúng ta ghép lại thành một câu thì sẽ được một câu như sau. Nara de totta shashin o misete kudasai. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một số các ví dụ như sau. Tôi đã đánh mất chiếc điện thoại mượn từ anh Nam. Đúng không ạ? Namu san ni karita denwa o naku shimashita. Ví dụ thứ hai. Tôi đã quên chữ kanji học cách đây một tuần rồi. Đúng không ạ? Ishukan mae ni benkyou shita kanji o wasuremashita. Ví dụ ba. Bạn có biết người ngồi cạnh bạn Ly không? Ly san no torari ni suwatte iru hito o shitte imasu ka? Đúng không ạ? Đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể là dừng màn hình và tập dịch những cái câu này trước khi mà chúng ta đưa ra đáp án, thì chúng ta dừng lại ở phần tiếng Việt và các em thử luyện dịch trước. Được chưa? Chưa ghi. Sang phần thứ hai, đó là phía sau danh từ của chúng ta sẽ là một tính từ. Rồi, cô cho bức tranh đây là một cái vườn, đúng không ạ? Một cái vườn. Ví dụ anh nói là tôi muốn có một ngôi nhà. Cái câu ấy, mẫu câu này chúng ta đã được học ở bài số 13 rồi. Đó là bài mà chúng ta nói về cái việc mà chúng ta mong muốn một vật gì đó hoặc là muốn làm một việc gì đó, đúng không ạ? Thế tôi muốn có một ngôi nhà thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Uchi ga hoshi desu. Tiếp theo, anh B anh bảo là gì ạ? Bạn muốn có một ngôi nhà như thế nào? Thì cái phần mà một ngôi nhà như thế nào thì chúng ta cũng đã được học về cái mẫu câu này rồi. Đó là bài số 8, bài số 9, đúng không ạ? Bạn muốn có một ngôi nhà như thế nào? Câu này nói là Donna uchi ga hoshi desu ka?
Rồi vậy anh Nga hình như sẽ trả lời như thế nào ạ? Tôi muốn có một ngôi nhà mà có cái vườn, có cái vườn rộng, đúng không ạ? Vậy cái cụm từ tôi muốn có một ngôi nhà chúng ta đã nói được ở bên trên rồi, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ xét cái phần đằng sau, nó là có cái vườn rộng. Vậy có cái vườn rộng thì chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Hiroi niwa ga arimasu. Vậy cái cụm từ tôi muốn có một ngôi nhà chúng ta sẽ đưa nó về phía đằng sau, và có cái vườn rộng chúng ta sẽ đưa nó lên đằng trước, đúng chưa? Vậy cả câu này của chúng ta sẽ được dịch như sau. Hiroi niwa ga aru uchi ga hoshi desu. Được chưa nhỉ? Lúc trước bạn đã nói là có vườn rộng là Hiroi niwa ga arimasu, đúng không? Nhưng khi mà nó bổ nghĩa cho cái từ ngôi nhà thì đương nhiên cái từ arimasu của chúng ta sẽ phải chuyển thành aru. Đấy, vậy câu đúng của chúng ta sẽ là Hiroi niwa ga aru uchi ga hoshi desu. Trước đi, chúng ta sẽ sang ví dụ tiếp theo. Đây là một con robot, đúng không ạ? Robot tổ nhé. Chigi. Đây là đồ ăn, đúng không ạ? Vậy câu này sẽ được dịch như thế nào ạ? Tôi muốn có con robot mà có thể nấu ăn. Vậy tương tự, tôi muốn có con robot chúng ta cũng đã nói được rồi. Chúng ta sẽ đưa nó về phía đằng sau. Và có thể nấu ăn thì các bạn đưa nó lên phía đằng trước câu. Vậy cả câu này sẽ được dịch như thế nào ạ? Ryo ryo chukuru koto ga dekiru roboto ga hoshi desu. Desu ne? Chigi. Nào, chúng ta sẽ sang ví dụ tiếp theo nào. Ở đây là một cái bàn, đúng không ạ? Và cái bàn này, trên cái bàn này đang để cái gì đây? Đang để cái máy tính. Vậy cô muốn, cô có một câu như sau. Tôi muốn có cái bàn để máy tính. Rồi, vậy câu này chúng ta sẽ luyện dịch nhé. Là trước khi mà xem đáp án của cô thì chúng ta có thể dừng lại màn hình để tập dịch câu này xem như thế nào nào. Rồi, không chờ lâu nữa nhé. Tôi muốn có cái bàn để máy tính. Computer wo oku chukue ga hoshi desu. Computer wo oku chukue ga hoshi desu. Rồi, chúng ta đi tiếp nào. Để hiểu rõ hơn về cái nội dung này thì chúng ta cũng tập dịch các câu ở dưới đây sang tiếng Nhật nhé. Rồi các em sẽ cho dừng màn hình lại và chúng ta sẽ luyện tập, được chưa ạ? Chương nghị xong phần 4 nhỏ nào. Mình đề bổ ngữ cho công thức có cuộc hẹn, việc bận và thời gian. Nào, vì bận nên tôi không có thời gian để học. Trong câu này của chúng ta đang thấy có hai vế, đúng không ạ? Thứ nhất đó là vế vì bận. Vì bận thì chúng ta cũng cứ nói như bình thường thôi. Vì bận thì sẽ là gì? Isogashi desu kara, đúng chưa? Nên tôi không có thời gian để học. Đấy, vậy cái cụm từ là bổ nghĩa cho công thức có cuộc hẹn, việc bận và thời gian. Vậy không có thời gian thì chúng ta sẽ đưa về phía cuối câu. Và câu này sẽ dịch là gì ạ? Không có thời gian chúng ta đã được học rồi, học từ bài số 9 rồi, số 9, số 10 gì đấy. Vậy câu này sẽ nói là jikan ga arimasen, được chưa? Vậy jikan ga arimasen, không có thời gian để làm gì đấy ạ? Để học. Học là gì? Benkyou shimasu, đúng không ạ? Vậy benkyou shimasu khi mà đưa nó về giữa câu thì lúc này chúng ta sẽ phải, theo quy tắc chúng ta sẽ phải chuyển về dạng thông thường, đúng không ạ? Vậy cái câu này của chúng ta sẽ được dịch như thế nào? Câu đúng của chúng ta sẽ như sau. Isogashi desu kara benkyou suru jikan ga arimasen. Được chưa nhỉ? Rồi chúng ta sẽ đi tiếp phần ví dụ tiếp theo. Ashita, ngày mai, đúng không? Và tiếp theo là thấy chúng ta đang đi mua đồ đây. Ngày mai tôi có cuộc hẹn đi mua sắm với bạn bè. Rồi, vậy có cuộc hẹn sẽ là gì ạ? Yakusoku ga arimasu, đúng không ạ? Đi mua sắm với bạn bè. Thì chúng ta dịch câu đó như thế nào? Tomodachi to kaimono shimasu. Vậy cả câu này của chúng ta sẽ được dịch như thế nào cho đúng không? Ashita tomodachi to kaimono suru yakusoku ga arimasu. Được chưa nhỉ? Chương nghị. Rồi đây là hai người đang nói chuyện với nhau.
Nói chuyện gì đây ạ? Nói chuyện có hẹn có hứa gì đây? Và tiếp chúng ta sẽ sang một cái ví dụ tiếp theo. Tối nay thì tôi có cuộc hẹn gặp người yêu. Rồi vẫn là có cuộc hẹn. Thế vậy có cuộc hẹn thì nó cũng giống như cái ví dụ ở phía bên trên đúng không ạ? Vậy gặp người yêu là gì? Và gặp người yêu của chúng ta sẽ được dịch là Cui bi tổ nhí ai mát, đúng không ạ? Và gặp người yêu chúng ta sẽ đưa về lên phần giữa câu. Thì bây giờ sẽ chuyển thành Cui bi tổ nhí ao ự. Thì cả câu này của chúng ta sẽ được chuyển như sau ạ. E kon ban koi bito ni au yakusoku ga arimasu. Ví dụ cuối cùng nào. Vì bận nên tôi không có thời gian chơi với con. Vậy câu này cũng gần giống với lại câu trên cùng đúng không ạ? Thứ nhất là vì bận là một vế đằng trước, không có thời gian chơi với con. Vậy không có thời gian thì chúng ta cũng giống như bên trên, câu bên trên đó là gì? Jikan ga arimasen. Vậy chơi với con thì chúng ta dịch như thế nào? À, kodomo to asobimasu. Kodomo to asobimasu đúng không ạ? Vậy khi đưa lên đứng ở vị trí giữa câu thì bây giờ chúng ta sẽ dịch là gì? Kodomo to asobu. Rồi vậy cả câu đúng của chúng ta sẽ được chuyển như sau ạ. Isogashii desu kara kodomo to asobu shikan wa arimasen. Chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Và đây sẽ là một số những cái câu để chúng ta sẽ luyện dịch để hiểu rõ hơn về cái nội dung của cái phần này. Rồi chúng ta sẽ cho dừng màn hình và các em sẽ tập dịch cho cô nhé. Rồi. Nội dung bài số 22 của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。